Xin chào những khán giả thân thương của Truyền thông.info. Quay trở lại tiếp tục với chương trình 10 tuyệt chiêu bán hàng trên Facebook. Ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các anh chị một chủ đề. Sau khi mà chúng ta có một cái lượng email database, các anh chị có thể kiếm bằng nhiều công cụ khác. Như trước đây tôi đã hướng dẫn các anh chị để làm cách nào để mà chúng ta có rất nhiều email, đúng không ạ? Thì tôi đã hướng dẫn các anh chị một cái công cụ có tên là Web Ripper. Thì tôi đã cho các anh chị đường link này để các anh chị tải ứng dụng này về và cài. Và đây là video hướng dẫn sử dụng một cái phần mềm tên là Web Ripper, phần mềm lấy email của một số cái chương trình email, một số cái forum diễn đàn, một số cái website. Và sau khi các anh chị có một lượng website khách hàng tiềm năng rồi, thì nhiệm vụ các anh chị ạ, chúng ta sẽ gửi cái database này cho người ta biết thông tin về, ví dụ tôi muốn các anh chị, tôi đang hướng dẫn các anh chị mà chúng ta làm cách nào để mà gia tăng cái lượng yêu thích thương hiệu chúng ta. Một cách lúc nãy trước thì tôi đã nói với các anh chị là chúng ta dùng Facebook Ads để chúng ta quảng cáo, đúng không ạ? Nhưng mà nếu vậy thì các anh chị phải tốn tiền. Tuy nhiên khi chúng ta có một lượng database rồi, ví dụ tôi muốn gia tăng cái lượng người yêu thích cái trang này, thì tôi chỉ cần với cái lượng database sẵn có, tôi sẽ hướng dẫn các anh chị chúng bằng cách mà vào đây thu hút độc giả. Thì ở đây nó có một cái tính năng là mời liên hệ qua email, được không ạ? Thì ở đây nó cho các anh chị này, tất cả những người nằm trong Skype, Yahoo hoặc là Gmail hoặc là Windows Live Hotmail đấy, hoặc một số dịch vụ email khác, thì các anh chị có thể là import vào đây và chúng ta có thể gửi email. Nhưng các anh chị phải tìm hiểu rằng là sao ạ? Chúng ta sẽ không quá 5.000 cái email một ngày mà chúng ta có thể hỗ trợ chúng ta gửi, được không ạ? Thế thì ở chỗ này nó có một công cụ là dùng cái công cụ khác này, thì chúng ta có thể add lên đây một cái hệ thống email mà các anh chị lưu ở dạng file, ví dụ Microsoft Outlook, Thunderbird, Apple Mail hoặc là một số Apple Mail hoặc một số cái công cụ khác. Sau khi các anh chị có file, ví dụ các anh chị có file, tôi có một cái file ở dạng mà như thế này. Đây, ví dụ như thế này, được không ạ? Tôi sẽ có một lượng email như các anh chị đây. Cái file này là file lưu ở dạng mà CSV và các anh chị export nó lên, được không ạ? Các anh chị select vào và các anh chị export nó lên. Đấy. Và sau khi export xong rồi, sau khi import nó lên rồi đây, các anh chị thấy không ạ? Các anh chị import nó lên thì chúng ta có thể chọn tất cả hoặc là chọn email nào để mời, tùy các anh chị nhé. Ví dụ các anh chị chọn tất cả thì các anh chị bấm vào đây select all, được không ạ? Và xem trước lời mời như thế nào. Đây, gợi ý lời mời này là một gợi ý trang của bạn sẽ được gửi cho những người theo dõi trên Facebook, người ta sẽ thấy được như thế này, được không ạ? Và các anh chị click vào đây, tôi được ủy quyền gửi lời mời tới các địa chỉ email tôi đã nhập, được không ạ? Tức là các anh chị được phép mời cái database này để mà tránh cái tình trạng spam, được không nào? Sau khi các anh chị coi xong mà các anh chị bấm vào gửi. Đấy, thì sau khi gửi thì toàn bộ cái 5.000 email của các anh chị á, sẽ được gửi để thông báo các anh chị đang có một cái trang này, và trang này đang cung cấp giá trị gì, và họ sẽ vào đó và họ sẽ tự động bấm play của các anh chị. Và như vậy thì thương hiệu các anh chị sẽ được gia tăng, thương hiệu các anh chị được gia tăng, được không ạ? Thế thì tôi nói bởi vì đây là cái trang mà đang mới lập và ít người like, thì các anh chị cần làm cái việc này để mà gia tăng cái lượng yêu thích thương hiệu. Còn ví dụ như tôi nói, như nếu các anh chị có một cái trang, được không ạ? Các anh chị có một cái trang khác. Ví dụ tôi có một cái trang là đây. Tôi có một cái trang này. Trang này là Johnny Thông, được không ạ? Thì cái trang của tôi là trên gần 7.000 người yêu thích rồi. Cho nên khi các anh chị bấm vào chữ thu hút độc giả, nó không có cái chữ mà mời qua email nữa. Được, các anh chị hiểu ý tôi không ạ? Tức là cái lượng like mà trên 5.000 rồi thì nó không hỗ trợ tính năng này nữa.
mà nó chỉ có công cụ là tạo quảng cáo thôi. Cho nên các anh chị lưu ý nhé, trước khi các anh chị có 5.000 cái người yêu thích các anh chị thì các anh chị dùng cách đó thì được. Tuy nhiên thì các anh chị sau khi lớn hơn 5.000 thì các anh chị không còn xài được cái đó nữa. Được không nào? Cho nên tôi hướng dẫn các anh chị để các anh chị mà dùng cho những cái việc tiếp theo của mình. Đấy. Thì trong cái khuôn khổ mà cái điều mà tôi hướng dẫn các anh chị á, thì tôi lưu ý một vài điều như sau. Gửi email này thì tôi thông báo với các anh chị là khi nội dung các anh chị đầu tư tốt thì các anh chị lựa mời một cái lượng mà mời một cái lượng người đủ lớn như vậy và người ta sẽ bấm like các anh chị. Còn nếu các anh chị cái trang mà không được đầu tư về nội dung cũng như đầu tư về hình thức thì các anh chị mời họ người ta không thấy ấn tượng thì người ta cũng không có like hoặc yêu thích cái thương hiệu các anh chị đâu. Cho nên các anh chị có cái database là một phần thôi, còn các anh chị làm cách nào để người ta yêu thích là chuyện khác, được không ạ? Một số người hay nhập nhằng như hai việc này. Với công cụ mà Web Prepper thì các anh chị có thể là get database. Tuy nhiên có database rồi chưa chắc các anh chị đã làm cái người ta yêu thích thương hiệu, được không nào? Cho nên cái việc yêu thích là một chuyện khác, và chúng ta nên đầu tư từ một cái cover image cho đến cái avatar này, và chúng ta viết cái lời about me về chúng ta, và chúng nhớ là các anh chị chăm sóc cái trang fanpage của mình, đưa lên đây những nội dung hấp dẫn, được không ạ? Đưa lên những cái nội dung hấp dẫn và khi người ta vào người ta ấn tượng thì người ta mới like cái trang các anh chị, được không nào? Và điều quan trọng rằng những cái ai like thì các anh chị đọc cái công cụ cái bảng quản trị viên này, đây là cái Facebook Insight để chúng ta đo lường cái trang Facebook fanpage của chúng ta mức độ tăng trưởng của nó như thế nào. Đây ví dụ đây là có ai nhắn cho chúng ta hay không, có thông báo nào mới cho cái trang của chúng ta hay không, có ai yêu thích mới hay không, nó sẽ hiện ở đây và nó thống kê là trong vòng mấy ngày một tuần vừa qua thì có bao nhiêu người truy cập, bao nhiêu người like, tất cả sẽ được thông số ở đây. Hoặc chúng ta có thể mời thủ công như thế này cho cái trang của mình, chúng ta có thể mời thủ công như thế này, được không ạ? Tuy nhiên nó quá mất thời gian, còn chúng ta mà gửi toàn bộ cho 5.000 email một lúc thì các anh chị thấy bớt được thời gian biết là viết bao nhiêu, đúng không ạ? Đó. Hoặc các anh chị thấy là chúng ta có thể là dẫn trang này tới tài khoản Twitter, tức là chúng ta link giữa cái trang này và trang Twitter, mỗi khi thông có thông tin trên này thì nó sẽ hiện qua tài khoản Twitter các anh chị sẽ không phải làm động tác gửi qua. Tuy nhiên trong cái clip trước tôi hướng dẫn là với công cụ Social Bar chúng ta sẽ đưa lên Facebook và chúng ta sẽ share lên tất cả những cái trang mạng xã hội khác, trong đó có Twitter rồi, thì các anh chị không cần phải link cái việc này nữa. Thì trong cái nội dung của cái clip này tôi hướng dẫn các anh chị dùng cái email sẵn có để làm cái việc này, gia tăng cái mức độ thương hiệu. Tuy nhiên các anh chị hãy nhớ rằng chị gửi cho những cái ai, những người nào mà quan tâm về cái chủ đề các anh chị thôi, tức là cái database các anh chị thực sự có phải chất lượng, phải đúng đối tượng. Còn nếu không, các anh chị gửi email, chúng ta sẽ gửi email spam và làm cho không những gia tăng cái mức độ thương hiệu mà chúng ta còn làm giảm giá trị của chúng ta xuống bởi chúng ta là một spammer, được không nào? Thế thì câu chuyện là chúng ta phải biết được khách hàng tiềm năng chúng ta và chúng ta gửi email đúng. Thì trong khuôn khổ cái clip này tôi dừng lại ở đây và xin gặp lại những khán giả của tôi trong những cái clip tiếp theo. Và một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại các anh chị.